Hello, chào tất cả anh em. Chào mừng em lại đến với cả clip tiếp theo của Cao Huy game bài đổi thưởng. Và ngày hôm nay thì tiếp tục thì tôi sẽ lên cho anh em về cái clip bắt cầu tài xỉu anh em ạ. Và cái clip này thì cái clip thứ 3 trong ngày rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ vẫn đi theo về cái tính chất gọi là bắt cầu tài xỉu theo hai cái con xí ngầu 2 và xí ngầu 3. Chuẩn không cần phải chỉnh luôn, được chưa? Thì vốn ở đây thì tôi đầu tư mức độ gọi là 80 triệu, nãy thì tôi có gọi là sáng ngày nay ấy, chiều chứ buổi tối tí nhầm rồi, cứ nhỉ, ngáo ngáo rồi gì ấy, mà tôi có đánh từ 50 triệu mà trong hai cái video clip vậy tôi lên 150 triệu, nhưng mà tôi sẽ rút một nửa đây rồi, gọi là để lại 80 triệu gọi là quất cho nó nhỏ nhỏ anh em ạ, chứ 400 triệu sợ kiểu là nó mất đi thì nó cũng hơi tiếc, đúng không? Tiếc quá rồi nên chưa. Bây giờ này anh em có thể tắt con xí ngầu 1 này đi này. Các ông sẽ thấy như tắt con xí ngầu 1 đi này là sẽ nhìn thấy con xí ngầu 2, xí ngầu 3 nó sẽ chạy như thế nào. Và bây giờ trước mắt thì chúng ta sẽ có một cái con gọi là con 4 cộng với con 3 bằng 7. Thì trước mắt thì chúng ta sẽ có một cái con lẻ, thì anh em sẽ thử xem con lẻ này nên nó sẽ vồ về cái gì thôi. Được chưa? Cứ thử xem là cái con lẻ này xem nó vồ cái gì thôi. Nếu mà anh em cảm thấy vốn của tôi to quá thì anh em có thể cảm nhận như vốn của tôi đang có 8 triệu hay 800 nghìn chơi ấy, thì nó sẽ đơn giản hơn nhá. Ok này, lẻ thì chúng ta sẽ y tài này. Lẻ bài này thì cái con này thì chúng ta sẽ có 6 cộng với 6 bằng 12, đúng không? 6 cộng 6 bằng 12 chúng ta sẽ có một cái con chẵn. Thì cái con chẵn này thì chúng ta sẽ phải đi qua bên xỉu. Lẻ tài chẵn xỉu đó là cái lẽ mà nó đương nhiên là. Bây giờ cứ vào là khoảng là 10 triệu đi, 15 triệu đi, thì 15 triệu. Với lại nếu mà ở trong cái góc độ vốn 50 triệu hay là vốn 80 triệu ấy, thì tôi không bao giờ đánh được khoảng là 1-2 triệu cả, đúng không? Nếu mà đánh được khoảng 1-2 triệu thì nạp luôn cái vốn 10 triệu, 15 triệu đánh cho nó lành. Đấy, cho nó nhẹ người. Nạp to lại phải đánh to. Đương nhiên sau những cái ngày mà chúng ta đầu tư những cái ngày đánh to, những cái ngày sau chúng ta phải đánh bé lại. Biết đâu nhà cái nó phải là nó fix chúng ta thì chúng ta cũng chỉ gọi là về cái mức độ là mất ít thôi, đúng không? Không phải là mất nhiều. Nhưng mà ngày nay thì cũng chưa biết thế nào. Trước mắt thì chúng ta vẫn đang lãi được 70 triệu để ra đã. Bây giờ cứ thế mà nặn đã này. Cứ thế mà nặn thôi. Ok nhá, 2 này, 26 này, được 263 nhá. Nhìn cứ tưởng 263 này. Yêu. Ok này, bây giờ chúng ta sẽ có một con 2 cộng với 1. À đâu, 2 cộng với 2 bằng 4. Chúng ta sẽ có con chẵn, đúng không? Chẵn vừa rồi ở xỉu thì con chẵn này chúng ta sẽ tiếp tục nằm xỉu với mức độ gọi là 14 triệu 250 nghìn. Thế thôi. Chúng ta có quyền đi hai cái phát to ở ban đầu mà. Cứ đi hai cái phát to ở ban đầu thôi. Tại vì cái phát thứ ba chúng ta phải gọi là đi nhỏ lại. Tại vì nhá, tôi nói với anh em rồi, tại sao mà chúng ta phải đi nhỏ ban đầu, mà tại sao chúng ta phải đi nhỏ dần to dần ở cái mức độ này, có phải không? Đấy, thì chúng ta cứ thế mà áp dụng thôi. Thì trung bình những cái loại công thức này thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng từ 3 tới 5 tay nó sẽ rụng lại một tay, đúng không ạ? Chứ không bao giờ nó nằm lại im một chỗ như thế cả. Thôi cái đợt này thì cứ thế mà nặn đã. Anh em thấy cái sự chênh lệch nó rất là lớn. Ở bên xỉu nó có 360 triệu, ở bên kia có 700 triệu. Tôi có linh cảm là cái phát này nó về xỉu cao hơn, tại vì chả là cái nào nó để chấp nhận để thua tầm khoảng ít tiền, chả để thua tầm khoảng 300 triệu một phút bao giờ cả. Ok này, bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ có một con 1 cộng với 1 bằng 2, đúng không? 1 cộng 1 bằng 2, chúng ta tiếp tục có một con chẵn. Cứ thế mà nằm xỉu thôi anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tầm khoảng là 7 triệu, đi bắt đầu nhỏ dần này. 755 nghìn, đúng không? 38 nghìn nữa. Tròn đúng tầm khoảng là 100 củ luôn đấy. Tròn đúng 100 củ luôn đấy. Đang lãi là tầm khoảng 20 triệu rồi. Nói chung ba cái video clip này có vẻ gọi là hơi nhàn anh em nhỉ. Nói chung hai cái clip trước thì chúng ta dụng luôn ở cái tay đầu, gặp luôn cái cầu đảo cơ, chứ không phải là gặp cái cầu thuận như này. Trước mắt thì chúng ta kiểm tra được một tay thì phải chúng ta ăn hai tay ấy, thì công thức thuận bây giờ nó cũng chạy được thẳng tầm khoảng là 3 phát rồi đấy. Lưu ý cho mình về cái vấn đề này nhá. Đấy, nên là đến cái tay thứ ba ấy thì đương nhiên các ông sẽ phải giảm cái mức độ y tiền xuống rồi. Bây giờ cứ dình và nặn để xem nó sẽ về như thế nào thôi. Chứ bây giờ mà bảo bắt thì chúng ta cũng chưa thể nào bắt được luôn, là nó sẽ chạy theo cái chiều hướng nào. 41 này. Cứ thế mà gọi là đẹp luôn thôi. Ok nhá, thì bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ có một cái 4 cộng với 1 bằng 5, đúng không? Cái con lẻ này thì chắc chắn nó sẽ phải y tài, chẵn xỉu lẻ tài, được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ qua và bắt đầu giảm tiếp. 5 triệu này, 186 nghìn, 86 nghìn.
Đó, 186.000. Thế thôi, cứ đi bình tĩnh thôi. Đợt này thì những cái video clip ở trên mạng thì tôi cũng đang thấy là rất là nhiều người đang có chơi với cái công thức của tôi. Nhưng mà cái vấn đề tôi chỉ sợ như này này, người ta sẽ lấy cái công thức của tôi ấy, gọi là đi kéo tài xỉu anh em thôi, thật sự là thế. Còn tôi thì tôi không sợ là người ta lấy cái công thức của tôi gọi là về làm video clip. Tôi chỉ sợ người ta sẽ kéo anh em lấy phí thôi. Nhưng mà anh em chỉ bảo với người ta như này này, thế tại sao anh không đánh để anh tự kiếm tiền luôn đi mà anh phải gọi là kéo bọn em lấy phí hay cái gì? Có đúng không? Chả có ai gọi là thương anh em vô điều kiện bằng bố mẹ anh em đâu. Nên tôi cũng có bao giờ nhận kéo là xỉu đâu mà. 551 này, quá là đỏ luôn đấy. Và bây giờ nhá, tiếp tục thì chúng ta sẽ có một con 5 cộng với 1 bằng 6 này. Chẵn thì chắc chắn thì chúng ta sẽ phải đi xỉu thôi. Lẻ tài chẵn xỉu. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào tài khoản 5 triệu tiếp này. 113.000, 113.000. Chúng ta vừa được 4 tay đấy, được 4 tay đấy. 4 tay mới kiểm tra một tay thì đang chạy theo được kiểu là thuận được tầm khoảng là 4 tay nhỉ. Thuận được đúng 4 tay. Cũng chưa biết được nó chạy như nào đâu, chủ yếu bây giờ chúng ta vừa đánh cũng đang thử cầu mà. Còn trước mắt này thì tôi khuyên anh em ấy, nếu mà đến tầm khoảng là 4 đến 5 tay thuận mà nó gãy thì tôi nghĩ là các ông sẽ test lại một tay. Tại vì chả bao giờ mà nó sẽ gãy lại một phát thì nó sẽ đi theo cái chứng ngưỡng đảo với thuận luôn, đúng không? Đấy, chỉ qua ấy là chúng ta gọi là xử lý sau khi mà thua tầm khoảng 2 tay liên tiếp ấy, thì nó sẽ có cách xử lý. Mà gãy tầm khoảng một tay ấy, nó xử lý nó cũng chỉ thắng được tầm khoảng là 55% thôi, đúng không? 441 này, đẹp chưa? Như này đã đủ đẹp chưa? Được chưa nha? Bây giờ nha, tiếp tục thì chúng ta sẽ có một cái con lẻ này nữa là 4 cộng với 1 bằng 5. Con lẻ này thì chắc chắn thì chúng ta sẽ lại phải làm bên tài một phát nữa rồi, đúng không? Lẻ tài chẵn xỉu. Bây giờ này, vào tầm khoảng 4.970 này. 4.970. Có thể là các bạn nghĩ là tại sao ấy mà tôi sẽ không đi to bằng cái phát vừa rồi. Nếu nhá, chả may nó mà gãy một cái thì sao? Thì những cái tay thắng vừa rồi ấy là anh em không được cái gì à? Đúng không? Ở đây thì nhiều khi mà chúng ta gặp về một đảo một thuận ấy thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc về những cái tay thắng, mà sau khi những tay thắng thì những cái tay sau chúng ta phải đi nhậu lại. Có đúng không? Đấy là cái mà để cho anh em có thể hiểu đấy. Ôi. Hôm nay đẹp quá, gặp luôn thuận được khoảng là 5 phát rồi nhỉ? Ăn 5 phát và chúng ta kiểm tra một phát là thuận được 6 phát rồi đấy. Thuận đi 6 phát rồi đấy, còn chưa biết tay này nó sẽ đi như nào cơ. Một này, đấy, thuận đi 6 phát, bây giờ mày gãy này, bây giờ chúng ta sẽ phải đi đảo, đúng không? Mà vừa cái con lẻ thì nó đi xỉu xong rồi, con chẵn này chắc chắn thì anh em sẽ phải nằm ở xỉu một phát nữa, có phải không? Nhưng anh em ạ, tôi đến như này ấy, gọi là cái clip này tôi cũng đã lãi tầm khoảng là 50% số vốn rồi. Thì cái clip này thì tôi xin phép gọi là dừng lại ở đây thôi anh em ạ. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở cái clip tiếp theo của mình anh em nhé.